ty chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, dòng vốn nước ngoài đã trở thành tâm điểm của thị trường chứng khoán trong năm 2017 khi tăng trưởng mạnh mẽ. Liệu điều đó có tiếp tục trong năm 2018 để giúp thị trường chứng khoán tiếp tục vươn lên những đỉnh cao mới hay không? Nhà đầu tư nước ngoài kỳ vọng như thế nào về sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong năm 2018? Tất cả sẽ có trong chương trình chứng khoán cuối tuần này với chủ đề Thị trường chứng khoán Việt Nam và sự kỳ vọng của khối ngoại. Thưa quý vị, chỉ số VN Index tăng hơn 45%, giá trị vốn hóa thị trường tăng hơn 70%, tổng giá trị danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vượt 31 tỷ đô la Mỹ, giá trị mua ròng của khối ngoại trên cả cổ phiếu và trái phiếu là hơn 44.000 tỷ đồng. Đây đều là những con số kỷ lục đã xác lập trong năm 2017 vừa qua, và những con số này cũng cho thấy sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với dòng tiền của khối nhà đầu tư nước ngoài. Trong năm 2017, khối ngoại đã mua ròng đến 1,87 tỷ đô la Mỹ trên thị trường chứng khoán, trong đó mua ròng 814 triệu đô la Mỹ trên thị trường trái phiếu, chiếm hơn 83,4% tổng giá trị mua ròng là rót vào thị trường cổ phiếu, giúp giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh với khoảng 40 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong tháng 12, số lượng nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán lập kỷ lục với 447 tài khoản, bao gồm 28 nhà đầu tư tổ chức và 419 nhà đầu tư cá nhân, nâng tổng số nhà đầu tư ngoại được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp mã giao dịch lên 23.506 tài khoản. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2017 có đến 5.002 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị 6,2 tỷ đô la Mỹ. Sự tăng trưởng tích cực của dòng vốn nước ngoài trong năm 2017 là một trong những yếu tố quan trọng nhất đẩy chỉ số VN Index tăng hơn 48% so với đầu năm, trong khi chỉ số Index tăng đến 46%, giúp giá trị vốn hóa toàn thị trường tăng lên hơn 124 tỷ đô la Mỹ, xấp xỉ 73% GDP. Những con số kỷ lục trên cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại. Đây cũng là một điểm nhấn nổi bật trên thị trường chứng khoán trong năm 2017 vừa qua. Về cái việc là mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài đấy, và một cái tâm lý là gắn với đó là cái cổ phần hóa thành công những cái doanh nghiệp lớn, nó đã tạo ra một cái bầu không khí sức hút rất lớn từ các cái nhà đầu tư quốc tế. Thì trong quá trình mà tham gia các hội nghị đầu tư của quốc tế thì các nhà đầu tư nước ngoài khi trao đổi thì cũng rất lạc quan về kinh tế vĩ mô Việt Nam, và cái quan tâm của họ nó cũng rất là mạnh hơn so với những cái năm trước đây. Nhìn lại cái hoạt động của năm 2017 thì chúng ta có thể thấy rằng thì là không thể nào mà bỏ qua cái sự tác động của dòng vốn ngoại đến cái sự tăng trưởng của thị trường. Cái việc gia tăng đột biến của dòng vốn ngoại của Việt Nam trong quý 4 năm 2017 thật ra nó đã là kết quả của một cái quá trình tích lũy lâu dài trước đó. Mà cụ thể nhất là có thể nhìn thấy là bắt đầu từ việc là khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai cái chính sách tỷ giá trung tâm. Nhờ có chính sách tỷ giá trung tâm này mà Ngân hàng Nhà nước đã lần lượt là thu hút được cái dòng vốn, đã mua cái dòng tiền đô la đưa vào Việt Nam và cung ứng tiền ra cho thị trường, làm cho cái thanh khoản của thị trường ngân hàng ấy nó thay đổi một cách rất là tích cực, như là làm cho là nhà đầu tư nước ngoài có những cái nhìn tích cực hơn rất nhiều về cái biến động về kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Bước sang năm 2018, ngay trong tháng 1, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 12,6 nghìn tỷ đồng, lượng tài khoản của các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài tăng 3%. Điều này cho thấy niềm tin và xu hướng đầu tư khá rõ rệt của dòng vốn ngoại nhằm đón đầu lượng hàng hóa dồi dào của thị trường chứng khoán năm nay. Cái quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước Việt Nam đã đi vào thực chất hơn và tôi được biết là sẽ được đẩy mạnh quyết liệt hơn trong cái thời gian tới. Và như vậy thì cùng với những nỗ lực xử lý những cái điểm yếu kém của cái hệ thống các doanh nghiệp nhà nước thì cái quá trình ấy vẫn còn tiếp tục. Và như vậy nó cũng tạo cái sự hấp dẫn nhất định đối với thị trường chứng khoán. Tâm lý cũng như là hứng khởi rồi mức độ quan tâm của nhà đầu tư trong nước, đặc biệt là nước ngoài, vẫn còn rất nhiều quan tâm và có cái dòng tiền thực đổ vào từ nước ngoài vào chứng khoán Việt Nam chúng ta.
với thị trường vốn được cải thiện, cùng với quyết tâm cải cách kinh tế của chính phủ, hy vọng dòng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán là có cơ sở. Tuy nhiên, để dòng vốn này bền vững thì thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm và điều quan trọng nhất là phải phấn đấu để sớm được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Hai tháng đầu năm 2018, cả nước có 873 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp là 1,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 102,5% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là điểm sáng trong bức tranh thu hút vốn đầu tư hai tháng đầu năm. Với các nhà đầu tư nước ngoài đang có kỳ vọng như thế nào vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2018? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Năm 2017, tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%. Sau những khó khăn chạm đáy vào 2012, nền kinh tế quốc gia đang cho thấy sự tăng trưởng khá ổn định khi luôn cao hơn mức tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2011-2017. Đây là nền tảng cho những đánh giá khách quan của các nhà đầu tư nước ngoài về kinh tế Việt Nam năm 2018. Là một trong những đối tác nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam, theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, đến nay sau nhiều năm làm việc tại Việt Nam, tôi chưa bao giờ chứng kiến thị trường chứng khoán lại thăng hoa như thời điểm hiện tại. Thời gian qua, việc cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp lớn là cách mà thị trường Việt Nam đang tập trung mở rộng để thu hút vốn nước ngoài. Đặc biệt, các IPO gần đây đã nhận được sự quan tâm của khối ngoại, nhất là các quỹ đầu tư hùng hậu với tiềm lực tài chính mạnh. Họ luôn quan tâm tới tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Năm 2017 vừa rồi, kinh tế vĩ mô rất phát triển, GDP lên tới 6,8%. Thứ hai là có rất nhiều chính sách của chính phủ thực sự có hiệu quả, ví dụ như nới room cho nhà đầu tư nước ngoài, cũng như chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp lớn lên sàn, giúp sàn chứng khoán có nhiều sự lựa chọn tốt cho giới đầu tư. Sau năm 2018, với những chính sách như vậy, thị trường trong năm nay vẫn là một thị trường tốt để đầu tư. Theo tôi, cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn sắp lên sàn trong năm nay sẽ rất hấp dẫn và thu hút giới đầu tư. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cũng như tiềm năng phát triển ở mức rất cao. Việt Nam cho đến nay vẫn là nền kinh tế rất trẻ nên còn rất nhiều cơ hội, có nhiều tiềm năng và hiện tại tốc độ tăng trưởng của Hàn Quốc cũng rất cao. Tuy nhiên thì Việt Nam cũng đạt tốc độ tăng trưởng đến 7% rồi. Đấy là con số rất hấp dẫn để có thể thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có một điểm nữa thuận lợi, chính là tình hình kinh tế, chính trị ổn định, khiến cho nhà đầu tư nước ngoài có sự yên tâm rất lớn, quan tâm rất cao. Trong vòng 3 năm trở lại đây, tôi thấy Việt Nam đều có tốc độ tăng trưởng ổn định và cá nhân tôi đánh giá năm nay Việt Nam cũng có tăng trưởng ổn định như vậy. Việt Nam thực sự là một điểm đến tiềm năng với các con số thống kê về tăng trưởng rất tích cực và được IMF đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều khía cạnh cần cải thiện, đặc biệt là tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài hiện nay vẫn là rào cản khi nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Vì room cho các nhà đầu tư ở nhiều mã hiện nay là 49% đã hết rồi. Họ muốn mua thêm cũng không mua được. Trong khi đó, ở Việt Nam lại không có nhiều quỹ để nhà đầu tư nước ngoài mua thông qua quỹ đó được. Nếu quy định này được ban hành, thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rót vốn một cách tích cực vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi đó, các nhà đầu tư trong nước sẽ đón cơ hội để mua trước. Và một khi nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài cùng đổ tiền vào thị trường cổ phiếu, thì lợi nhuận của các công ty chứng khoán sẽ tăng lên. Đầu năm 2018, mặc dù thanh khoản thị trường tiếp tục gia tăng mạnh, với giá trị bình quân đạt trên 8.000 tỷ đồng một phiên, trong đó các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 12.600 tỷ đồng, gần bằng 48% của cả năm 2017. Nhưng nếu muốn tăng thanh khoản thị trường với những con số cao hơn, đòi hỏi cần phải có những chính sách thông thoáng hơn và tạo nhiều cơ hội đầu tư hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về xu hướng đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, mới đây chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Moon Kyung Kang, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, thêm góc nhìn của một nhà đầu tư Hàn Quốc về thị trường chứng khoán Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VITV. Thưa ông, năm 2017 đã chứng kiến một làn sóng đầu tư mạnh mẽ của khối nhà đầu tư nước ngoài. Theo ông, đâu là nguyên nhân khiến khối ngoại quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam như vậy? Những nhà đầu tư nước ngoài như nhà đầu tư Hàn Quốc như chúng tôi thì chúng tôi rất quan tâm và đầu tư rất nhiều vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2017. Nguyên nhân là bởi kinh tế Việt Nam rất mạnh, đặc biệt là cơ cấu ngành đã thay đổi rất nhiều. Ví dụ như 10 năm trước, ngành công nghiệp lúa gạo là ngành công nghiệp chính của Việt Nam.
nhưng bắt đầu từ 5 năm trở lại đây, các ngành đem lại giá trị lớn cho nền kinh tế như IT, tài chính đã phát triển mạnh mẽ. Điều này khiến cho những người thu nhập trung bình có mức thu nhập cao và ổn định hơn, qua đó giúp nền kinh tế phát triển hơn. Đó là lý do vì sao chúng tôi rất quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp lớn lên sàn, vậy ông đánh giá như thế nào về lượng hàng hóa mới này? Đây là lượng hàng hóa vô cùng tốt, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước tiến hành IPO, cổ phần hóa và lên sàn niêm yết. Và thực tế là chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài các doanh nghiệp này, bởi so sánh với các nhà đầu tư nội, chúng tôi rất khó có thể tiếp cận được tới các doanh nghiệp nhỏ do cản trở về ngôn ngữ và công bố thông tin. Còn đối với các doanh nghiệp lớn như Vinamilk hay Sabeco thì sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi để tiếp cận và phân tích thông tin. Do đó, nếu thị trường có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp lớn lên niêm yết thì chúng tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đầu tư và dễ dàng trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Thưa ông, trong năm 2018 này, cổ phiếu của nhóm ngành nào sẽ được khối ngoại quan tâm? Năm 2018, trong ngắn hạn, chúng tôi tập trung vào ngành dầu khí và gas. Cụ thể, đối với trường hợp của Petro Việt Nam, đây là một trong ba công ty lớn nhất thuộc tập đoàn Petro Việt Nam đã IPO và lên sàn thời gian qua rất hấp dẫn. Bên cạnh đó, giá dầu thế giới đang trong đà tăng tốt. Đây là những tín hiệu tốt để nhà đầu tư có thể đầu tư vào các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này như PV Oil, PV Power. Trong dài hạn thì chúng tôi quan tâm đến ngành tiêu dùng và tài chính, đặc biệt là phân khúc ngân hàng. Bởi như tôi đã đề cập, thì khi thu nhập trung bình của người dân tăng cao, điều đó có nghĩa là tiêu dùng sẽ theo đó mà gia tăng. Như vậy, yếu tố này làm cho ngành tiêu dùng có tiềm năng rất lớn trong thời gian tới. Vâng, câu hỏi cuối cùng là ông có đánh giá như thế nào về triển vọng tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong năm 2018 ạ? 2018, tôi cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục có xu hướng tích cực, nhưng chúng ta nên thận trọng một chút khi chỉ số VN Index đã có mức tăng nóng trong thời gian qua, có thể dẫn tới hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, về cơ bản, tôi cho rằng ngành công nghiệp và nền kinh tế Việt Nam còn tiếp tục tăng trưởng, do đó không có lý do gì để thị trường chứng khoán Việt Nam không tăng trưởng. Nếu thị trường đi xuống, đấy có thể là cơ hội để đầu tư vào các cổ phiếu tốt. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VITV. Năm 2017 đã chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của thị trường chứng khoán Việt Nam và thu hút dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam muốn được nâng lên một tầm cao mới và thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường, cần có sự cải thiện thêm về thanh khoản, về quy mô, về luân chuyển dòng vốn cũng như là về minh bạch thông tin. Và đây sẽ chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận trong chương trình chứng khoán cuối tuần sau với chủ đề Con đường nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Còn bây giờ, chương trình chứng khoán cuối tuần này xin được tạm dừng tại đây. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.